Chào tất cả các bạn, hôm nay mình đi quay cho các bạn xem bãi chuối nhà mình. Thì nhà mình có 6 hecta bãi đất để trồng chuối. Đây thì bây giờ nhà mình cũng trồng nó cũng lên được chừng này rồi. Thì cũng lâu rồi mình cũng không sang bãi. Thì đang tranh thủ ở ngoài này ngày mưa ngày nắng, mà nắng ở ngoài Bắc này thì nó nắng thì nắng to, mà mưa cơn mưa thì cũng nó cũng dã man lắm, kinh khủng lắm. Hôm nay thì mình cũng làm về sớm để tranh thủ sang xem tình hình vợ con làm như thế nào. Thì vừa đi qua ngoài kia thì cũng gặp mấy bác làm giúp cho mình, vừa về xong thì mình đi lại xem tình hình mọi người làm như thế nào. Thì mình tranh thủ quay luôn cho mọi người xem cái bãi chuối của nhà mình này. Đây nó đang dày cây quá, cũng đang nhờ người người ta tỉa giúp cho nhà mình. Cái hôm qua thì mình thấy vợ mình bảo là mỗi ngày bây giờ người ta cũng thu mua cái lá chuối của nhà mình nhé. Thì người ta đến tại bãi. Đấy, con chim này. Đến tại bãi nhà mình người ta mua thì là 1.500 một cân. Người ta róc lấy. Nhà mình chặt cái cây xuống ấy, thì có lá thì người ta đây lá rất đẹp này. Đấy. Lá thì người ta đến người ta thu mua là 1.500 một cân. Còn nếu mà nhà mình mà thuê được người mà róc ấy thì là bán cho người ta là 4.000 một cân. Thì mỗi người ta mỗi một ngày một người người ta róc được khoảng 2 tạ đến 3 tạ lá. Thì tính ra công của một người thì cũng được 600-700 nghìn một công. Như róc cái lá này buồn ngủ lắm mà mệt lắm các bạn ạ. Ngày trước mình cũng cũng không có tiền, thế là cũng đi róc cái chứ. Nhưng mà róc cái này mệt lắm, đau lưng lắm. Không, mình không ngồi được, phải làm cái này nó phải tỉ mỉ. Mà người ta chỉ lấy những cái lá đẹp thôi, còn những cái lá xấu rách bươm ra là người ta không lấy đâu. Đây, như những cái lá này là người ta không lấy được này, là vì nó rách quá. Đấy. Người ta chỉ lấy những cái lá nó đẹp đấy, như cái lá tàu lá này. Đấy là người ta lấy về người ta làm bánh tẻ, bánh gai rồi bánh rượu. Rồi cái bánh gì nữa thì mình cũng chẳng biết là bánh gì nữa. Đây, người ta vừa làm xong, người ta vừa về xong. Đấy, mình với gặp bốn người mới lại vợ mình là năm, vợ mình đó là 5 người với làm về xong. Đây, chiều nay chắc là làm được cái khoảng chỗ này. Cái chuối này phải tỉa liên tục. Đợt này nhà mình không không có người làm nên là không tỉa được ấy, thì nó dày quá nên là nó cũng cây nó dày, nó đẻ nó ken mà, nên là nó nhìn nó rậm rạp, nó như rừng nguyên sinh ấy. Làm chặt chuối này cũng mệt lắm các bạn ạ, chứ cũng không nhàn đâu. Đây, chắc người ta vừa lấy lá chuối đây, cái cuống vẫn còn đây. Đó. Cái khu này người ta vừa lấy xong, chiều nay chắc là người ta lấy ít thôi, chứ không lấy nhiều. Mình cũng chẳng nhìn thấy người ta gánh lá đi. Ở đây thì bên này thì nó là bãi ở giữa sông nên là không có xe gì sang được, nó chỉ có đi thuyền thôi. Hai bên là nước thì đi thuyền sang đến bờ sông, đến bãi giữa ấy, thì bắt đầu lại phải đi cái xe cải tiến hoặc là đi xe bò vào, thì hoặc đi xe rùa ấy, để xe rùa vào.
đến bãi. Đây cái cây này là cây vừng các bạn ạ. Đây cái chỗ này là vợ mình nó quả cây vừng này, cũng quả cũng chín rồi đây. Đây cây chuối này là bị chết này. Cũng khu này nhiều buồng lắm này các bạn ạ. Một bới này là 1, 2, 3, 4, 5, 5 buồng. Đây 2 buồng này. Đây 3 buồng này. Đây 4 buồng này. Một buồng bên kia này. Đây một buồng nữa là 5 buồng này. Đấy, một bới này 5 buồng này. Thì có mình vợ mình làm đây thôi nên là một mình làm 6 hecta chuối thì nó cũng hơi vất vả. Nên mình cũng mong muốn là vợ mình cũng hợp tác cùng với lại một hai người nào đấy để góp vốn vào làm chung. Đây chỉ có việc bây giờ thì chuối thì không phải trồng nữa. Còn đất ở đây thì nhà mình là đất của nhà mình rồi nên là không lo gì cả, chỉ có bỏ tiền ra mua phân rồi là thuê người chặt cây chuối thôi. Đây nhìn này, chặt cây chuối nó đã lên, cây chuối đã lên đến chặt rồi mà nó đã lên tầm này. Đây những cây này là cũng phải chặt đi này. Đấy. Đấy, phải chặt hết nó đi thì năm mai nó buồng nó mới to. Đây cây này cũng gần chỗ nơi à. Một bới này bao nhiêu cây đây này. Thì bảo vợ đấy, bảo vì cái này là toàn quyền quyết định của vợ. Toàn quyền quyết định của vợ nên là thôi thì vợ làm nào làm. Như ý của mình là muốn một vợ hợp tác cùng mấy lệ ai đấy để làm cho nó đỡ vất vả, còn tiền thì ai cũng quý. Nhưng đúng thật sự ra là vất vả quá thì cũng mình cũng rất chi là thương. Đây sáng người ta vừa róc lá rồi. Người ta lá người ta nhưng lấy những cái tàu đẹp ấy, còn những cái tàu đây như cái lá này là người ta kiểu người ta nặng quá người ta không không lao về được ấy. Đây những cái lá này không không lao về được nên là người ta bỏ đấy. Đây người ta mới tóc đây. Đấy, khu này chắc là người ta vừa khu này nhiều mà. Đấy. Khu này người ta đang tóc, người ta dốc nhiều nên là người ta không không lao về hết được. Mấy người ta chỉ lấy những cái lá đẹp thôi, còn lá xấu người ta chẳng lấy đâu. Đây còn đầy lá thế này. Thấy vợ mình bảo mỗi ngày người ta róc được 4-5 tạ ấy. Có 2 hay 3 người róc gì đấy. Róc cái này ấy, lại nó đòi hỏi kỹ thuật. Mà thứ hai nữa ấy, lại phải chở đi ấy, chở đi chở bằng xe rùa. Chở xe rùa ấy thì là nó cũng hơi hơi bị mệt. Nên là người ta cũng chắc phải 2 3 ngày người ta mới lấy một lần chứ không phải là ngày nào người ta cũng lấy đâu. Nhưng cái lá này là nó khô rồi.